lâu rồi mà không có được. Sau 75 thì bởi vì nền kinh tế Việt Nam nó đang gặp nhiều khó khăn, cho nên có nhiều gia đình có nhiều cổ vật, nhiều cái sản phẩm của gia đình, nhiều cái tài sản của cha ông để lại trong nhiều gia đình, người ta vì kinh tế người ta phải bán ra. Và đó là một cái điểm rất là thuận lợi, một cái thời điểm rất thuận lợi mà những người đi chơi đồ cổ chúng tôi có thể mua được với giá rẻ. Và nhờ những cái hoàn cảnh như thế cho nên cái bộ sưu tập này lần lần nó được bồi đắp càng ngày càng nhiều hơn. Bước vào nhà của anh Đỗ Duy Ngọc thì Bảo hoàn toàn bất ngờ và cảm thấy thú vị trước cái bộ sưu tập quá sức đồ sộ của anh. Vậy thì anh có thể giới thiệu sơ qua về cái bộ sưu tập này của anh không? Thật ra thì cái bộ sưu tập này nó có nhiều món. Tôi chơi đồ sứ, đồ ngọc, đồ ngà, đồ đồng, đồng hồ, đồng chim vân vân. Nhưng cái mà nhiều nhất ở trong cái căn phòng này là cái bộ sưu tập đồng hồ. Khi mà cái kỷ lục Việt Nam công nhận cái bộ sưu tập này là bộ sưu tập lớn nhất Việt Nam thì nó mới có khoảng hơn 300 cái. Hiện nay thì nó đã lên tới hơn 450 cái. Thưa anh có thể cho Bảo và các bạn xem đài biết là từ đâu anh có một cái đam mê đồ cổ như vậy không ạ? Tôi là vốn người thích cái gì nó tĩnh lặng và có cái tư tưởng hoài niệm. Hơn nữa thì tôi là tốt nghiệp một cái trường đại học mỹ thuật và đại học văn khoa, khoa triết học. Cho nên cái cảm nhận của tôi về một cái thế giới xưa cũ là một cái niềm đam mê ngay từ nhỏ rồi. Đến khi có những điều kiện thuận lợi về tiền bạc và kinh tế thì tôi mới bắt đầu chơi cái bộ sưu tập này. Cái này thật ra thì là cái niềm say mê thôi. Nó xuất phát từ một cái hoài niệm về những kỷ niệm của tuổi nhỏ, xuất phát từ cái niềm thích thú trước những cái vận động của thời gian, và xuất phát từ cái việc mà mình thấy được cái triết lý về cái thời gian. Nếu giữ được thời gian, ghi lại thời gian và ghi dấu những cái dấu ấn của thời gian trôi đi, để từ đó mình rút ra một cái kinh nghiệm sống, một cái triết lý sống cho cuộc đời của mình. Vậy thì thưa anh có thể nói rõ hơn là cái triết lý qua những cái hoài niệm thời gian đó là gì không ạ? Thật ra thì không ai thắng nổi hai kim đồng hồ, bởi vì thời gian đã trôi đi rồi thì không ai níu lại giữ được hết. Đó. Và để thấy rằng cái cuộc sống đang trôi dần đi và mình làm sao để sống cho nó xứng đáng với những thời gian mình đã mất. Để rồi khi thời gian trôi đi rồi mình không cái hối tiếc những quá khứ đã trôi đi. Và thưa anh, chắc hẳn là để có được một bộ sưu tập này anh phải bỏ rất là nhiều thời gian và công sức cũng như là tiền bạc ra. Vậy thì anh có thể cho Bảo và bạn Sinh Đà biết là món đồ cổ nào anh đã phải bỏ rất nhiều công sức để sở hữu được nó không ạ? Thật ra thì để mua được những cái vật mà mình yêu thích là một cái quá trình tương đối cũng có cái cũng rất khó khăn. Những cái vật này là nó của chung của mọi người, cho nên khi mình sở hữu nó thì nó cần phải có một cái duyên. Cho nên nói rằng là cái nào khó khăn nhất và cái nào dễ dàng nhất thì cũng hơi khó nói. Bởi vì có những cái phải tốn vài năm theo đuổi nó mới có thể mua được. Nhưng cũng có những cái chỉ cần trong một buổi tình cờ ngẫu nhiên nào đó, chúng ta đi chợ Lạc Son hoặc là đi lang thang gặp người ta bán. Cái việc dễ mua hay là khó mua không có định được cái giá trị của vật. Mà nhiều khi cái giá trị của vật đó nó định giá trị trên cơ sở niên đại, trên cơ sở đặc biệt, trên cơ sở quý hiếm vân vân. Cho nên nếu nói ở trong 400-500 cái đồng hồ này thì tôi thích nhất thì cái nào tôi cũng thích. Bởi vì có thích thì tôi mới đem về đây để tôi để trong bộ sưu tập này. Chắc hẳn là trên con đường để sưu tập đồ cổ này, anh hẳn là anh gặp rất là nhiều đồ cổ giả hoặc là giả cổ. Vậy thì anh có thể cho Bảo và bạn xem đài biết được cái đặc điểm nào để nhận dạng được cái điều đó không ạ? Thật ra để phân biệt cái đồ giả với đồ thật thì nó cũng rất là khó nói. Bởi vì nó là một quá trình thâm nhập, quá trình tìm hiểu, tích lũy về kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm đó được đổi bằng những cái học phí. Phí có thể là tiền bạc, là công sức. Cho nên bây giờ để giải thích nó thật hay giả thì cũng rất là khó. Tuy nhiên ở thị trường hiện nay thì cái đồ giả rất là nhiều, đặc biệt là đồ sứ, đồ ngà, đồ đồng, đúng không? Ví dụ tôi nói ở đây, ở đây là một cái pho tượng bằng ngà. Nó xuất phát từ một cái ngà voi rất lớn. Và qua cái bàn tay tạo tác của cái người nghệ sĩ
thì nó trở thành một cái tác phẩm rất là đẹp. À, để phân biệt được cái ngà voi với đồ giả bằng xương hoặc là bằng composite, thì chỉ có những cái người mà có những cái chuyên môn người ta sử dụng nhiều thì người ta phân biệt được. Ví dụ tôi nói ở đây là một cái đồ giả rất sắc nét, rất đẹp, cái kỹ thuật rất là hiện đại, nhìn vào thì rất có mỹ thuật, nhưng thực chất là cái nguyên liệu này chỉ là cái bột đá người ta đúc thành khuôn và sau đó người ta tỉa tót lại. Để hai cái vật này thì chúng ta thấy về mặt mỹ thuật thì nó có thể là không có nên so sánh nhiều, nhưng ở đây nói về mặt chất liệu thì rõ ràng có sự phân biệt rất rõ giữa cái chất liệu ngà và chất liệu bằng đồ nhựa. Nhân lúc nãy anh có đề cập tới chữ duyên trong cái bước đường mà sưu tập đồ cổ của anh, vậy thì anh có thể nói rõ hơn về cái chữ say và chữ duyên trong cái hành trình mà sưu tập đồ cổ của những người như vậy không ạ? Đối với người chơi mà lang thang đi tìm ở khắp phố phường, ở chỗ này chỗ nọ, thì cái vật mà mình tìm đến được là cũng do một cái duyên gặp gỡ, như một cái sắp đặt mà cái vật đó phải đến với mình. Có những vật mình tưởng là mình sở hữu rồi, mình nằm trong tay rồi, nhưng cuối cùng lại không phải là của mình.